trong không khí náo nức tưng bừng sôi nổi của nhân dân Yến Đô chuẩn bị cho đón bằng di tích đình cấp tỉnh. Mỹ Đức Quan, đội văn nghệ thôn Đồng Mỹ đã chọn những ca từ sôi động xúc tích viết lên bài mừng lễ đón nhận bằng di tích đình văn hóa thôn Yến Đô theo điệu trăm văn phẩm ca chỉ Minh Thành do Túc Múa đội văn nghệ thể hiện. Mời anh Đào Chi Văn. Dạ. Lào quân cam cháu quý. Dạ. Hãy ra múa hát cùng dân làng Yến Đô để đón lễ hội truyền thống mùng 10 tháng 4 và lễ đón nhận bằng xếp hàng di tích cấp tỉnh đình Yến Đô ta đó. Lào chị em. Lào Yến Đô ta có tiệc huyền, lại có truyền thống hát hay múa dẻo. Lào mời chị em ta cùng cất cao tiếng hát để chào mừng bằng di tích hôm nay. Thank you.
xin trân trọng cảm ơn.